Xin chào mọi người. Nha Trang chiều mưa buồn quá, mình phải quậy bếp lại một tí thôi. Hôm nay mình quậy tới 3 món lận. Món đầu tiên là món rau muống bào xào với tôm. Trước tiên chúng ta đổ dầu vào chảo, cho hành vào phi. Khi nào cho hành vàng cái đã. Thì chúng ta bắt đầu cho tôm vào, xào tôm cho thịt nó săn lại, cho tôm nó lên màu cho nó đẹp. Tiếp theo là chúng ta cho rau muống vào xào. Cái màu xanh rất là đẹp. Bắt đầu chúng ta thêm gia vị gồm có ớt, tiêu, hạt nêm và xì dầu. Sau đó chúng ta trộn đều lên cho nó thấm nguyên liệu. Xong chúng ta vớt ra dĩa. Thành phẩm của chúng ta là dĩa rau muống xào cùng với tôm đã ra, nhìn rất là bắt mắt, rất là đẹp. Món thứ hai của chúng ta là món gà ram, gồm có gà ướp hành tỏi,
mắm, chút xì dầu. Ướp cho thấm cỡ 15 phút thì chúng ta bắt đầu bỏ vào chảo để chiên. Chiên để ý chứ không thôi nó sẽ bị cháy. Lửa chúng ta để vừa vừa thôi, chứ không được mở lớn. Nếu mở lớn thì sẽ mau bị cháy tỏi khi chúng ta ram lên. Ram chi hút bị rồi ra làng nữa. Một cái đèn pha sáng là cái màu này nó đẹp ghê. Thành phẩm của chúng ta là một tô gà chiên lên rất là đẹp, ăn rất là thơm. Bột 2-3 thiếu nhi nó làm rẹt hết. Món thứ ba của chúng ta là mực chiên mắm. Đây là món mình cũng mới làm đầu tiên, cho nên mình cũng làm thử nghiệm. Mình đã biểu diễn 3 món ăn tại nhà cho quý vị thưởng thức. Chào tạm biệt mọi người.